Hệ thống Pantsir-S1 CD bị tiêu diệt, lộ diện vũ khí đặc biệt của Israel. Quý vị thính giả thân mến, quân đội Israel vừa tung ra một đoạn video ngắn ghi lại cảnh lực lượng vũ trang nước này tiêu diệt thành công một hệ thống tên lửa là pháo phòng không Pantsir-S1 của quân đội chính phủ Syria trong chiến dịch quân sự diễn ra hôm ngày 9 tháng 5 nhằm đáp trả việc lãnh thổ nhà nước Do Thái bị tấn công bởi 20 quả đạn pháo phản lực phóng loạt bắn từ phía biên giới Syria sang. Ban đầu có ý kiến cho rằng hệ thống Pantsir-S1 của Syria đã bị phá hủy bởi một quả tên lửa chống radar phóng đi từ tiêm kích Israel. Tuy nhiên, sau khi quan sát đoạn video trên thì có thể nhận thấy rằng tác giả nhiều khả năng là một chiếc UAV tự sát kiểu Harop. Máy bay không người lái chuyên thực hiện sứ mệnh tiến công, còn có tên gọi là Harop Harpy 2 là sản phẩm của Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Israel IAI, đã chính thức được ra mắt vào năm 2015. So với người tiền nhiệm thì Harop có kích thước lớn hơn nhằm tăng tầm hoạt động lên tới 1.000 km, ở Harpy là 500 km, thời gian làm việc trên không 6 giờ và có chức năng quay về hạ cánh tại căn cứ. Điểm trừ duy nhất có lẽ nằm ở trọng lượng phần chiến đấu của Harop bị cắt giảm xuống còn 23 kg so với 32 kg trên Harpy. Tính năng ưu việt nữa của Harp là ngoài cảm biến phức xạ để chống radar, nó còn được lắp đặt camera trinh sát quang điện tử hình ảnh để truyền hình ảnh về sở chỉ huy, giúp nhận lệnh tiêu diệt đa dạng các loại mục tiêu từ xe thiết giáp, tàu xuồng đang di chuyển hay cả trận địa hỏa lực lẫn công sự quân thù. Bên cạnh đó còn có thông tin cho rằng tổ hợp Pantsir-S1 của Syria khi đó đã bắn hết đạn và đang trên đường quay trở về căn cứ để tái nạp tên lửa. Chính vì vậy mà chiếc UAV cảm tử của Israel mới có thể tiếp cận và tiêu diệt nó một cách dễ dàng như vậy. Với sức công phá của đầu đạn mà UAV Harop mang theo thì kiếp điều khiển của tổ hợp Pantsir-S1 khó lòng sống sót. Như vậy, sau khi một tổ hợp Pantsir-S1 của Nga gặp nạn và bị lật nhào bên đường gây hư hỏng hôm ngày 3 tháng 5, thì đúng một tuần sau hệ thống vũ khí này lại phải ghi nhận một thiệt hại còn nặng nề hơn nhiều trong lịch sử tham chiến của nó.